Hello và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Clip này mình lại tiếp tục mang đến cho các bạn một cái bản menu full chức năng tiếng Việt, hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn cài đặt hack Roblox hack Barfoot mới nhất trên điện thoại cho những các bạn nào các bạn mới tập hack nha các bạn. Thì mình đã làm cho các bạn rất là nhiều clip rồi. Đó chính là clip hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn cài đặt trên clip Fluxu, clip Deltic, kể cả bản quốc tế, kể cả bản VNG. Đấy, các bạn nào chưa biết thì các bạn có xuống phần mô tả, phần bình luận nha các bạn. Thì ở trên kênh mình mang đến cho các bạn rất là nhiều những cái bản clean không cần ghét cây các bạn. Đấy, clean QX hay là clean Gigon thì các bạn không cần ghét cây. Clean VNG với cả bản quốc tế luôn. Thì những các bạn nào chưa biết thì những cái bản mà VNG ấy các bạn thì do là trích nha các bạn. Còn mặc định là ví dụ các bạn muốn xài bản quốc tế thì các bạn cài đặt luôn cái bản Gigon VNG đấy về máy là nó là bản quốc tế. Đó, các bạn lưu ý điều đấy cho mình nhá. Còn các bạn nào muốn xài bản Việt Nam thì các bạn lại phải tải thêm cái login VNG về, sau đó thì các bạn sử dụng cái trích, các bạn sử dụng cái trích cài đặt 3 lần đấy thì nó sẽ thành bản VNG nhá. Đấy, còn bản quốc tế thì các bạn chỉ cần cài đặt cái bản Gigon VNG, nó là bản quốc tế đấy các bạn. Đó, thì link mình để bên dưới và mô tả phần bình luận hết cho các bạn nha các bạn. Các bạn xem video này các bạn biết cách cài đặt nha. Còn clip này thì mang đến cho các bạn cái bản bản này của một bạn người Việt Nam làm ra. Bạn bắp rec này các bạn. Đấy, thì bạn thấy menu các thứ khá là đẹp luôn. Nhìn đánh farm các thứ cực kỳ nhanh. Mình thấy là đánh vừa nhanh vừa mượt mà không bị kích đâu nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy test này. Đó, quái tuần báo cực kỳ nhanh nhưng mà không bị kích đâu nha. Farm rất là mượt luôn, menu bật tắt cũng rất là mượt này các bạn này. Đó, farm ngon lắm nha các bạn. Cái này mình tắt đi, mình test chức năng khác nha. Bên đây có đánh từ lệnh bột này các bạn này. Chọn chùm này. Ok, để mình đi farm bot thử nha các bạn. Đấy, bot trạng thái là có này. Thì cái menu này bị một cái là kiểu là hình như cái hình ở giữa nó hơi khó nhìn một tí các bạn. Cái này mình đi farm bot nha. Cái hình ở giữa nên nó hơi khó nhìn một chút. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Vẫn ok. Có chức năng tiếng Việt cho các bạn là được rồi. Nhìn khá là đẹp. Avatar nhìn cũng ok các bạn. Đi farm bot thử nha. Phần tộc, phần đảo biển, bản này thì đầy đủ luôn, phần siêu vườn đầy đủ luôn nha các bạn. Thấy farm nhanh lắm, các bạn nhìn này, quái tuần báo này. Đó, quái tuần báo nhanh lắm nha các bạn. Đâu nhỉ? Phần chung à? Cái phần chung là phần farm bot này. Đấy, khi nào nó hiện trạng thái không nghĩa là không còn con bot này nữa. Captain này, ui không còn con bot nào luôn. Long ma chắc còn biết ngay mà. Con long ma là rất là ít người đánh nhá. Nên lần nào mình test mình thấy vẫn còn con long ma các bạn ạ. Phần vật phẩm đây cũng đầy đủ, cày da, cày thuốc súng, các thứ, cày sừng tê giác. Đấy, phần biến 1 có những cái gì, lấy những cái gì này. Phần biến 2 lấy những cái gì này. Đấy, phần biến 3 lấy những cái gì này. Đầy đủ cho các bạn luôn. Đó, sâu quy ta các kiểu. Song kiếm đầy đủ. Trái quỷ đây, để mình quay trái quỷ nha các bạn. Quay là random đấy các bạn. Ok, vừa random rồi, để xem nó ra trái gì. Gì đây? Ui ngon, trái này mình chưa có luôn này. Ui, random hên vãi. Trái này trái huyền thoại hay sao ấy. Lưu trữ. Đúng luôn, trái này mình chưa có. Ngon luôn. Đâu nhỉ? Đây. Trái huyền thoại. Ok, nick mình có mỗi trái Spirit với trái này là trái ngon rồi. Trái này trái gì nhỉ? Trái này trái gì mình không biết luôn. Trái Spirit thì mình biết. Ôi, lòng màn thì quá đơn giản luôn. Đó, nhanh lắm, farm nhanh mượt lắm nhỉ các bạn. Chung để mình tắt auto farm bot đi, mình test khác nha. Xem phần vật phẩm này thì xem có elite không này. Phần biển 3 elite là phần biển mấy nhỉ? Phần này là phần lấy item thôi mà. Hình như đánh elite là phần chung. Ô, có bot này các bạn này. Bot thì spam mình này. Ủa sao không di chuyển đi farm thế? Mình vào phần cài đặt xem nào. Bật cái di chuyển dạng reset lên. Ủa sao bị đứng im nhỉ? Hay là bị lỗi ta? Đây, di chuyển đằng đấy. Ô, bị lỗi à? Ok. Hình như cái chức năng này bị lỗi sao ấy. Mình ấn không thấy nó di chuyển, từ từ để xem quái, nó hiện quái lên đã. Ô, đánh quái thì được, xong vừa rồi nó không đi farm con bot nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, farm quái thì là được, xong vừa rồi mình ấn là không farm bot ta. Hay là lúc ấy là do con quái nó hẹo rồi ta. À lúc ấy vẫn chưa mà, chiều không gian vẫn chưa biến mất mà. Đây mình cũng chưa hiểu lý do tại sao các bạn ạ. Ok, để các bạn cứ thử test và farm hết quái, sau đó nó tự lên nó farm xem thế nào nhỉ các bạn.
Vừa rồi là con quái nó gần hẹo rồi nên là mình ấn là không farm thì mình cũng chưa rõ nha các bạn. Ok, cài thông tạo trái này. Còn người chơi thì cũng có đầy đủ mấy cái chức năng các kiểu đây các bạn. Phần sự kiện biển đây. Sự kiện biển thì cũng đầy đủ chọn thuyền các thứ, đánh Tero Shark Piranha, sự kiện đọc Kitsune, à quên, đọc Kitsune quên là một sự kiện. Auto đọc Kitsune đầy đủ. Thì vị trái quỷ trong có trái gì không? À bạn này có cả ẩn đam này. Skill à, cái này là cái gì nhỉ? Nó giảm hiệu ứng của cái skill ấy các bạn. Sử dụng mấy skill khác xem nào. Skill khác vẫn còn này. Sao cái skill đấm nó bị giảm hiệu ứng nhỉ? Hay là giảm hiệu ứng skill đấm đi để đấm để kiểu auto farm cho nó mượt này các bạn, cũng ok. Phần tập kích, phần re-ride này các bạn, để mình re-ride thử nhá. Mua chip lá tròn này, bắt đầu đột kích này. Ok, hai chức năng này trước mắt là không thấy bị lỗi này. Vào trong phòng ride có bị lỗi không thì giờ vào test mới biết được. Ok, vào trong phòng đây. Bây giờ mình tự động qua đảo với giết quái xung quanh. Giờ đây có đánh low ride cũng đầy đủ luôn chứ. Quay bản này cũng full nha các bạn. Mình không thực... Gần như là mình thấy là không thiếu chức năng nào luôn. Có thiếu thì như kiểu là auto levitan thôi. Có thiếu auto levitan với song kiếm với tam kiếm thôi. Còn mình thấy là khá là đầy đủ các chức năng rồi. Rất là mượt, không cần ghét cây. Phú trang tiếng Việt cho các bạn, cực kỳ ngon nha. Link thì mình để bên dưới và mô tả phần bình luận cho các bạn nha các bạn. Chắc là mình test nốt một tí rồi mình off luôn thôi. Đấy, cũng review hết cho các bạn xem rồi. Các chức năng toàn chức năng tiếng Việt nên là dễ sử dụng cho các bạn rồi. Các bạn cứ vượt link về các bạn trải nghiệm thôi. Test có qua cho các bạn xem thôi nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để có thể là tiếp tục ủng hộ mình chia sẻ script và chia sẻ về hack dùng blog lên trên kênh đấy nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.